chắc chắn là phải là sang tên bao hết rồi đúng không? Cái đó là chị bao. Nó dĩ nhiên nói rồi các bạn. Số máy, số sườn, hồ sơ gốc. Dạ. Nói chung về cái gốc của xe là ở đây cửa hàng bao. Dạ. Nói chung về với mà anh em nào đi sang tên mà ví dụ như công an nói hồ sơ này không hợp lệ, số máy, số sườn không hợp lệ, không cho sang tên, cứ dạ, đem xe về đây thì trả đủ tiền, không dạ, thiếu một đồng. Rồi, Ngũ Nguyễn xin chào đến tất cả các bạn và anh chị đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Ngũ Nguyễn nha. Thì chắc là trước khi mình quay cái dòng xe này thì nếu mà ngoài cái tiêu đề cũng như là cái mình đại diện, chắc là các bạn cũng biết em quay dòng xe gì rồi. Nhưng mà cho em xin một phút em chia sẻ là trước đây á, là em quay cái dòng hay thì cực nhiều luôn. Mà dạo thời gian khoảng 1 năm rưỡi, 1 năm trở lại đây là em bỏ ngang luôn. Đó, thì hôm nay quyết tâm là phải đi quay lại những dòng hay thì cho các bạn và anh chị mình tham khảo. Và khi mà nhớ đến dòng hay thì mình sẽ nhớ đến cửa hàng này liền. Tại vì các bạn biết sao không? Tầm 1 năm đến 1 năm rưỡi hay cả 2 năm về trước thì mình quay cửa hàng này rất là nhiều lần. Nhưng mà nay lâu quá rồi, lo ba cái dây xe service quá các bạn nên là quên luôn. Đó, nay thì nhớ là phải xuống cửa hàng này mới được. Tí mình vô gặp chị chủ và dễ thương lắm. Đây là mình giới thiệu các bạn cửa hàng Hùng Sport nha. Đấy, Hùng Sport. Ở đây là cái địa chỉ Gò Vấp các bạn nha. Ok, mình vào nhà mình cởi dài ra mình vô trong mình tham khảo cái. Vô mình gặp chị cái nha. Đây là chưa gì mình thấy là có hàng đỏ chói này là thấy ưng liền rồi các bạn nha. Đó. Đã rồi chưa? Đây nè, chưa gì chắc sẽ bựng mở gà là ưng rồi phải không anh em? Thấy mà bựng là chết liền luôn nè. Đây. Anh em nhé, cho xem đây nè. Thấy gì chưa? Chết luôn. Ok. Rồi, giờ trong tham khảo sơ bên trong mới gặp chị đó nha. Anh chào chị. Chào em. Dạ, nay chị em mình lâu quá rồi ha. Lâu quá mới gặp lại. Ừ, cũng lâu rồi mới gặp em. Dạ, chắc cả năm hôm nay có dịp em đi ngang hả? Dạ. Nay em có việc em đi với Phú Nhuận nè, cái em về em ghé ngang. À. Xe mà nay chắc chắn là thời gian lâu rồi, thay đổi hết rồi đúng không chị? Xe cũng thay đổi hết rồi, cứ dạ, ra vô liên tục à. Dạ. Nên mấy bữa nay chị bán cũng về tỉnh cũng nhiều. Dạ. Ra phần về miền Tây rồi nhiều. Dạ. Thậm chí ngày bán 2-3 chiếc, ngày không có chiếc nào. Dạ. Chị dì rất là thiệt, dễ thương luôn. Dạ. Nên mấy nay xe cũng bớt nhiều. Dạ. Cứ xe cứ ra vô liên tục. Dạ. Thì xe thay đổi hết rồi nên là mình và chị sẽ cập nhật lại và báo giá hơi cho bạn nghe nha. Ở bên đây mình có cái mẫu Satria nào không chị? Satria thì ở đây chị cũng còn có một chiếc, bên đây nó là Satria thôi. Dạ. Đây là Satria cái form 2000 chị ha. Này là Satria thôi. Còn dạ, bao nhiêu là xe xì bo ha. Xì bo hết. Dạ. Hết xe chia rồi, xe chia dạ, bây giờ nó cũng thiếu. Mình có xì 110 không chị? Xì 110 ở đây chỉ dạ, còn 3 chiếc. À 3 chiếc. Chiếc 2 chiếc. À, như hai con này là 110 hả chị? À 110 ấy. Dạ. Vừa gì chưa thấy cái cây bồ ram của nó là thấy có giá trị rồi đó. Cây bồ quá đẹp luôn. À. Biển 59. Nói chung là hơi đẹp. Dạ. Vỏ bọng rồi nói chung là bánh mâm. Này chị đi theo form Vin 110 hồi xưa đó, đi mâm dạ, ba đao hồi xưa đó. Dạ. Vỏ Michelin. Dạ. À, áo bạn yết dàn chân là chị dọn thẳng tưng hết rồi. Dạ. 110 là chắc là cái số cái ký hiệu của nó hình như là E114 không chị? E114. Dạ. Đây mình cho các bạn mình xem luôn ha. Đó sẽ là E114 các bạn nha. Đây, bạn thấy không ạ? Nó hơi mờ tí nha. Đấy, E114 là xì 110 2 càng. Còn nếu mà xì 110 1 càng nó sẽ là E109 đó các bạn. Đây, đúng là cái form 110 nó phía trước luôn. Nếu mà dòng 110 mà có cái bô đẹp như thế này giá nó lại tầm nhiêu vậy? Nói chung tùy theo 130 mấy, 140, 140 mấy tùy theo xe, mỗi xe dạ, mỗi khác em. Nói dạ, chung là trên dưới 140. Dạ, trên dưới 140. Đặc biệt ở đây có cây bô là thấy có giá trị nha anh em. Nói chung nãy giờ mình nói ra đi đâu cũng về cây bô quá. Thấy cây bô đẹp thiệt. Còn đây là cũng 110 luôn chị ha. À cái đó cũng 110. Dạ. 110. 110. Cái bựng thì kiểu dạng bựng mở gà Mã Lai phải không chị? Hay là bựng mở gà Mã Lai. Dạ, dạ, mở gà Mã Lai. Này nó hàng mới giờ. Dạ, hàng mới. Đây. Này là dọn phun mới phải không chị? À, cái này dạ, dọn phun mới rồi. Dạ.
59 giờ. Cứ săn nhớ đi thôi. Anh dạ. em nào có thích bổ sung gì thêm thì làm dạ. theo sở thích thôi, chứ còn đây là chị cho tờ dạ. kiểm tra hết rồi. Về chắc, đi thôi. Dạ, chắc chắn em sẽ có một câu hỏi này là nó chắc chắn sẽ thừa với cửa hàng mình, nhưng mà em hỏi để các bạn yên tâm thôi. Là xe mình về chắc chắn là phải là sang tên bao hết rồi đúng không? Cái đó là chị bao. Nói dĩ nhiên là về số máy, số sườn, hồ sơ gốc. Dạ. Nói chung về cái gốc của xe là ở đây cửa hàng bao. Dạ. Nói chung về với... anh em nào đi sang tên mà ví dụ như công an nói hồ sơ này không hợp lệ, số máy, số sườn không hợp lệ, không cho sang tên, cứ dạ. đem xe về đây thì trả đủ tiền, không dạ. thiếu một đồng. Đây thì với cái giá tiền này thì chắc là anh em chủ yếu là anh em đam mê, anh em hiểu biết chơi là ok rồi. Đây chơi quan chính ngạch không à, chứ dạ. không có chơi mấy cái xe lắp ráp dạ. xe này nọ chị không chơi. Dạ dạ. Chơi xe chính hiệu. Này cho nó chính hiệu cho nó ok với nó an toàn các bạn. Thì cái con này thì nó là đồng hồ A kim, còn cái con bên đây kia Buram thì nó là cái đồng hồ ba kim các bạn nha. À, có cả cái dòng kim tung máy ở đây. Đây thì hai con đều bận mở gà hết, và các bạn có thể nhìn là nguyên cái hàng này đều là bận mở gà Malai mới. À, chỉ có con này là bận trắng thôi nè. Đây cũng là 110 luôn. À. Đúng rồi, ba con kiểu dáng đúng kiểu của 110 hết bạn ha. Dàn 110 hết. Anh. À, đây mình biển số Sài Gòn hết chị ha. À, biển số Sài Gòn. Dạ. Thì con này cũng là... Rồi, cứ hả 110 là cứ trên dưới 140 chị ha. Ừ. Dạ. Rồi, mình qua bên đây là bây giờ là tới 120 chị ha. Con này 120. Dạ, 120. Cái này đời 2000. Dạ. Này 99. Biển hay. Số cũng dễ coi. Dạ. Biển 59V2 84929. Nếu mà đời 2000 chắc là đầu của nó đầu bốn máy hết à. Đúng rồi. Dạ. Bốn máy. Đây, cho mình xem thử coi con này đầu máy các bạn nha. Chắc chắn nếu mà Tibo nó sẽ là F124 rồi các bạn. Và đầu của nó sẽ là đầu này đầu 41 nha. Đầu 41 các bạn. Tất cả đều là bựng mở gà mở lại mới. Đầu 41. Nếu mà riêng những cái dòng mà xì của mình mà đời mà 99 2000 rồi mình dao động bao nhiêu vậy? Nói chung 99 2000 nó dao động từ 170 tới 200, nó tùy theo xe em. Dạ. Tùy theo đồ đạc như có thế dạ. nào, xe như thế nào, giá cả nó chênh lệch chút nữa. Dạ, 170 đến 200. Đây mình có con nào 98 không chị? 98 hiện tại giờ chị hết 98, còn có một chiếc xe Vin thôi. Dạ, con xe nào? Xe Vin tức là mình sườn nước sơn Vin đó tới mình giờ. Mình sườn lốc Vin hả chị? Lốc đồ Vin hả? Sườn lốc Vin em. Còn có một chiếc này 98 dạ. thôi nhưng mà nó là xe Vin. Dạ. Thì mình giấu con này tí xíu đi. Tí mình quay hết cái hàng này cho bạn xem luôn. Nghe nói Jin thì tí mình giống nó lại tí. Rồi, đây thì tất cả đều là biển số thành phố và chị đây là cũng 2000 nè. Dạ, cũng 2000 luôn. À, đây 2000, còn đây còn chiếc 99, hai chiếc 99, ba chiếc 99, đằng sau này cũng còn 99. Dạ. Rồi, 2000 này là đầu của nó là 43 các bạn nha, đầu 43. Rồi, bên đây là biển của nó là 50264 đời 99. 99 là đầu ba máy các bạn. Này là 37 nha, đầu 37. Này là trong cái hàng này là mình kiểu mình dọn mới hết chị ha. Nói chung dạ. xe đây chị chọn thẳng tinh hết à. Dạ. Cứ dọn từng con ốc dạ. cứ đi thôi, săn nhớt đi dạ. thôi, không suy nghĩ gì hết. Dạ. Có gì không vừa ý cứ qua đây chị cho tờ canh chỉnh bảo hành dạ. cho. Ok, đây, đây là nguyên có sẵn ở đây. Dạ, nên thử bạn yên tâm. À, bạn camera quay mấy cái đồng hồ này cho giùm anh nha. Hai con này là con 99 nè. Này hai con này là 2000, con này 99. Nói chung đúng đời của nó thì 99 là nó đi đồng hồ hai kim. Dạ. Hãng này nói chung chủ cũ ta vô đồng hồ ba kim mình dạ. mua về vậy thôi dạ. để về bán luôn. Nhưng mà đồng hồ ba kim thì nó đẹp hết chứ. À, nó đời cao hơn, dạ. nó đẹp hơn. Dạ. Về nhiều khi anh em nào thích về Vin đó thì mua đồng hồ hai kim vô lại về Vin. Dạ. Còn này mình mua vô nó ba kim thôi, nó dạ. cũng đẹp 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 luôn. Dạ. Ok. Đây mà chẳng hạn cho em hỏi đi, nó ngoài lề tí, anh em nào mà chẳng hạn ở phương xa mà ta chịu chơi chịu chi á, mình phải gọi dạng là chịu chơi mà chịu chi á, người ta bắn tiền mình phát một luôn, mình nói chuyện với cho người ta được không chị? Được chứ em. Bình thường. Dạ. Được. Nói chung cũng có nhiều cách, thậm chí người ta đáp máy bay vào đây dạ. người ta xem ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội này kia, người ta đáp máy bay vô dạ. người ta coi xong người ta chồng tiền, chị sẽ cho gửi xe về cho ta. Dạ.
Thì thật sự đây là những cái dòng xe mà mình gọi là cái này là không phải là mua về để chạy là một phương tiện nữa, mà đây là những xe gọi là chơi. Cái này là đam mê. Đã là đam mê gọi là chơi rồi. Thì những cái vấn đề mà về cái quãng đường xá hay là nói chung là mấy cái trở ngại là không có thành vấn đề. Đó, ok, giờ mình tới cái con xe chị bán là cho thợ kiểm tra hết rồi. Dạ. Giờ đi thôi. Con này là bẩn này cũng mới hả chị? Hàng mới hả? Mới, em bẩn dạ, mới. Hàng mới. Nói chung xe thì xe zin, nước sơn zin, vàng chân vàng ốc này nọ, nước sơn zin đó tới giờ còn nói chung là nhìn được. Dạ. À, được thôi chứ cũng không dữ lắm. Dạ. Còn áo thì thay mới rồi em. Dạ. Áo thay mới cho nó đẹp chứ giờ dạ, 20 rồi. Năm hai mấy năm nó cũng cũ lắm. Từ đó tới bây giờ nếu mà mình để lại mà một chiếc xe giá trị về mà để áo cũ thì nó cũng kỳ. Dạ. Đây. Đẹp hết các bạn ha. Đây. Đó em thấy này ha. Nồng này nồng rồi của nó còn riêng hết luôn hả chị hay là nồng hả? Dạ. Cái này để chị hỏi lại thợ chị này, thử với chị kia. Cũng không nhớ. Dạ, dạ, dạ. Có chiếc kế bên đây nè. Dạ. Là 2000 cũng là xe zin giống như chiếc 98 này. Dạ. Nồng của nó còn nồng zin nồng lỗ hồi dạ, xưa. Nồng lỗ. Còn nguyên. Nồng zin nồng lỗ. Này... Ê con này đẹp nha, cái lốp của nó đẹp quá. À thì chiếc này đời cao hơn đời 2000. Cái lốp này cực đẹp luôn các bạn. Anh chị nào mà nhìn là biết ngay cái lốp này đẹp liền luôn nè. Em nhìn từ cây bô, từ dàn lốp dàn đồ này nọ là đẹp thiệt nói chứ. Chung ok. Anh em nào mà thích xe zin là này là ok rồi. Đẹp thiệt nha, nè. Anh em nhìn nè. Đúng là hàng zin đẹp nè. Đó. Cái này mới gọi là những cái đẹp nữa các bạn. Những cái dòng xe đời mới bây giờ á, chẳng hạn như mấy xe mới đời cao giờ mà anh em nhìn này anh em xét là anh em chê là đúng, nhưng mà những cái đời này anh em thấy cái này anh em nên mừng nên đẹp nè. Đầu 44 nha, đời 2000 rồi. Nó đẹp luôn, lốp zin. Áo này là áo mình mới không chị hay là zin chị? Áo mới. Áo mới. Hàng giá trị hàng mới. Dạ, giá trị con này giờ nhiêu chị? Con 2000 rồi nè. Cái này 245. Dạ, 245. 245. Dạ, còn con 98 chị? 195. Dạ, 195. Này. Rồi, con bên đây là giáp luôn. Dạ. Đó. Một con bên kia là một con Củ Chi và con gò giáp ha. Con gò giáp là V3, con Y3 là Củ Chi đây. À con này bô mới phải không chị? Không, cái đó sơn lại. Dạ, bô sơn lại. Sơn lại sơn giả ram á. Dạ dạ. Rồi, còn bên đây mình là này đời mấy đây? Cái đó 99 em. Dạ 99. Đầu 99. Ba mấy á ha. Nên cho bạn xem ở đầu ba mấy. Đầu 37. Đây hàng 37 nha. Này là xe dọn mới. Đây cũng 99. Này lên kho 203. Dạ 203. À 99 mà lên áo 203. Dạ. Lên mâm lên là 203. Nói chung là lên theo kho của 203. Dạ. Còn đây con hồ sơ cầm tay. Anh dạ. Em nào mà có ở tỉnh gì có mua là có sẵn hồ sơ cầm về dạ. Luôn. Về cái mình ra tên liền được nhanh luôn. Dạ. Còn nhanh anh em luôn. Nào trong thành phố ấy, sang tên xe này là cứ cầm hồ sơ nộp vô là bấm số lấy 5 số luôn. Dạ ok chị. Rồi mình hỏi chị con Satria này đi. F125 nè. Đi kiểu dạng tông đen bạc ha. Cái này giờ giá trị nó bao nhiêu chị ha con này nè? Đúng theo thị trường á thì nếu mà Satria thì giá của nó là trên 200. Dạ. Chiếc này nó là xe thanh lý. À dạ thanh lý hải quan đúng không chị? Thanh lý hải quan. Dạ. Tên toàn quốc nên giá nó cũng rẻ, nó 140 mấy triệu. Dạ. Thì thật sự thì nó mang cái tên thanh lý thì nó không có giá trị hay từ thanh lý thôi chứ thực chất là nó như hải quan, nó không có khác gì cả. Đúng rồi. Anh chị muốn sang tên như thế nào đều được, tất cả như nói chung hải quan sao mình đều làm được, nó chỉ gắn thêm hai từ thanh lý thôi. Đó. Rồi 145 đúng không chị? 145. Rồi, con này là chị nói là 99 mà mình lên cái form là 203. Đúng. Dạ thì này là cũng đầu ba mấy các bạn, nó 99 là đầu tầm ba mấy nha. Chị nhớ như đâu nó ba mấy đầu sao. Dạ rồi mình coi ở đây cho nó dễ nha, coi số tường. Ba bảy đầu đây, 37 nè các bạn nha. Đó ok rồi, 37 đầu. Con đó giá trị bây giờ bao nhiêu chị? 190. Dạ 190 ha. Rồi. Thì nãy giờ anh em mình cũng quay mấy cái dòng này rồi, đam mê thì anh em cũng xem rồi. Ngoài ra đây là những cái dòng cao cấp tí nè chị ha, SH.
đây là ý gì ha? Dạ. Ý nhập có, hàng bảo tục có, dạ. Nhưng giá trả cả nó cũng không có cao. Dạ. Giá cả của nó 110 mấy, 120 mấy tùy theo xe. Dạ. Như con đầu tiên này là, này là hàng gì chị? Ba cục này hả? Hàng ba cục. Dạ, hàng ba cục. Biển này T2 như quận nhất phải không chị? Hay là quận nhất đúng không? Dạ, quận nhất. Nếu mà hàng ba cục này 150 thì mình để bao nhiêu chị ha? À, chiếc này 125 mẹ. Dạ, 125 triệu. Rồi, còn bên đây là con màu trắng. Đây, có đi mấy cái miếng carbon nha. Đây là hàng Ý chị ha. Ừ, chiếc này dạ. Xe Ý hàng nhập. Đầu 103, y trời ơi. Đây, em không để ý nha. Thông thường nếu như mình bỏ cái biển số qua một bên thì nếu mà cái đời này mình thường bao nhiêu chị ha? Nói chung chiếc này nếu mà không nói bản số thì cũng dạ. Không có nhiêu đâu em. Dạ. Này cỡ 120 mấy rồi hết. Dạ, còn như bây giờ có cái biển số là khác rồi nha. Biển số tứ quý 5, 6 nút. À, con này bây giờ hiện bao nhiêu chị? Hả? Con này bây giờ giá trị nó là bao nhiêu? Xe này thì ông xã chị cũng đam mê, cũng đang dạ. Muốn đi, chưa muốn bán. Dạ. Thôi thì anh chị nào mà nếu mà có chung đam mê thôi liên hệ về cửa hàng theo số mình để trên màn hình đi, biết đâu thương lượng thì anh chị để lại. Rồi mình qua con tiếp theo. Con này cũng thấy màu trắng. Đây là biển của Gò Vấp luôn, 31573. Chiếc này thì nó đời cao, nó đời 22. Dạ. Đời 22. Ủa cái này là Ý hay là nhà... Này hàng ba cục. Ba cục, dạ, hàng ba cục. Dạ. Rồi, đời cao 212 mình để bao nhiêu chị? Biển Gò Vấp ha, 3573. Dạ, 115. Giá cả nếu mà thắt ý thì mình thấy cũng hợp lý đó các bạn ha, 115. Kế bên là con màu trắng nữa, bên trước là nó như vậy thôi, ở sau thì chủ yếu quay cho bạn xem biển số luôn. 59F2 là mình quận nào ta? Đó là xe Ý nhập. Dạ. Đầu 103. Cái F2 này mình là quận mấy chị? F2 chị cũng nhớ quận mấy. Dạ. Cái này là Ý nhập đầu 103 mình để bao nhiêu? Cái này 120 mấy triệu em. 120 mấy đó. Còn bên đây là 20 đó phải không chị? À, này 209 này 209. Cuối cùng của cái mẫu này. Dạ, 209. Biển số Gò Vấp luôn, 150 209. Rồi, mình để bao nhiêu chị ha? Này giá nó 7 mấy triệu em. Dạ, 7 mấy. Ờ, chị cho em hỏi thăm coi nãy giờ mấy coi thắt. Máy móc là chị bao zin? À, dạ. Máy móc là bao là chưa đầu nòng chưa mở. Đó, em tính hỏi luôn đó. Em tính hỏi là nãy giờ chị em mình cao cấp mà mấy xe mà mở rồi chị không có chơi, chị chơi xe zin không ạ? Dạ. Dạ. Ok, còn dưới đây mình có AB Thái nữa nè. Phải không chị? Ừ. Dạ. Đây còn chiếc AB Thái. Đây còn mình cái này xe Việt lên Thái. Dạ. Giá nó có 15 triệu à. 15. Dạ, vậy là chắc là cái này có FI mà phải không chị? Chưa em. À chưa, vậy chắc là hay là 8 hay là 9 á. Hay là 8 hay là 9. Dạ, hay là 9 mình lên Thái là 15. Đẹp quá nha. Còn cái này là Thái thật thì mình để bao nhiêu? Thái thật nó 4 mấy triệu. Vậy là cái này là có FI chị ha. Đó FI. Dạ. Tầm 4 mấy ha. Chung mình báo giá tầm thôi. Anh chị nào đúng thật sự mê, đúng thật sự muốn mua thì cứ liên hệ về cửa hàng theo số trên màn hình. Đây thì mình có mấy chiếc Việt Nam. Mấy này chị tiện báo giá giúp em luôn không? Cho các bạn tham khảo luôn. Nói chung như mấy dòng Alex này thì giá nó không nhiêu, nó hơn 10 triệu ạ. À. Dạ. À, còn em cũng có AB mẫu đời 2016 19 nha các bạn. Rồi que RSX nè, Vario. Cho em hỏi thăm con Vario này bao nhiêu đi chị? Màu vàng cát đẹp nè. À, xe của thằng em đi mà. À dạ. Rồi ok. Mình về phía trước mình xem lại mấy con Sibor nha. Rồi. Đấy, anh chị nào mình có nhu cầu mua mình cứ liên hệ với cửa hàng. Đặc biệt là mấy con này nhìn đẹp quá các bạn nha. Rồi. Thì mình và chị cũng đã chia sẻ từ cái đời xe, rồi cái đầu máy, rồi về giấy tờ như thế nào. Nói chung là thông tin về nó tới tận tật là chị em mình chia sẻ đến các bạn hết rồi. Dạ. Giờ còn một cái phần quan trọng mà từ đầu clip tới bây giờ em chưa hỏi chị là chị cho em xin cái địa chỉ cụ thể nè, rồi một cái số điện thoại mà khi mà anh chị phương xa người ta ưng người ta liên hệ về cho mình là về số nào hả chị? Có anh em nào có nhu cầu á cứ alo cho anh Hùng Sport. Dạ. Số điện thoại là 0918 dạ. 452 625. Dạ. Còn địa chỉ của chị là 401 Thống Nhất, phường 11, Gò Vấp. Dạ. Đây mình bên phải là mình đi ra về cái đường Quang Trung em. Dạ, đường Quang Trung. Đó. Bên phải là mình sẽ đi ra về cái đường Quang Trung mà từ cái ngã tư đó đó mình sẽ rẽ phải mà mình sẽ đi ra về cái đường quốc lộ 1A đúng không chị?
đây mình quẹo xuống đây là quốc lộ 1A. Quốc lộ 1A. Còn đây nếu mà từ mình ra cái ngã tư này và mình rẽ phải một cái, mình chạy thẳng là mình ra cái đường bên đó cầu là cầu vượt Quang Trung. À, cầu vượt Quang Trung. Đúng rồi, mình lộn nha. Cầu vượt Quang Trung. Thì các bạn có nhu cầu mình cứ liên hệ theo cái số mình đang để bên góc hình ở đây nè. Ok nha. Còn giờ Phú Nguyễn và chị cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi hết tiếp nha. Hai chị em mình xin chào và lại các bạn ở đâu sau.